chào mừng các bạn đến với kênh audio Chuyện Tâm Linh. Sau đây là tập 3 câu chuyện Bí mật của thầy trừ ma. Mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức. Hùng lo lắng quay qua ông, hỏi: "Như vậy được không hả ông?" Ông gật đầu: "Ổn rồi, nhưng vong hồn chung quanh đây nhiều quá. Chúng đang đe dọa ta." Ông không sao chứ? "Cháu đừng lo, sẽ không sao đâu." Nói đoạn, ông nhìn sang bà Tân: "Hai mẹ con bà ngủ một lát đi cho lại sức, mai mai chúng ta về sớm." Còn Hùng miền ra đây ông bảo: "Tôi nhìn nền nhà, con, chỗ này cháu dọn cho sạch. Cứ kệ nó, để cho nó dẫy, mai khô lại là hết." "Cháu..." Ông cúi xuống: "Đừng hỏi, quân lực của ông đang cạn kiệt, ông phải bổ trợ. Cháu mài mực giúp ông, ông cần tăng thêm người." Rồi ông lấy ra cái bút, tờ giấy màu vàng và vẽ. Vẽ từng người nhỏ lớn cầm đao cầm gậy. Vẽ xong, ông đưa cho Hùng cắt ra từng hình vẽ riêng biệt, con dấu được ông đóng dấu trên trán của người vẽ đấy. "Tôi thấy nhiều người lắm." Rất nhanh chóng chuông mõ được đánh lên, châm hương. Cô Hà mệt mỏi mắt lờ đờ nhìn mọi người nhìn xuống nền nhà. Chúng giống như những con loang quăng, vẫn trong đống bùng nhùng mà giãy giụa. Hùng bám vào vai ông: "Ông nghỉ một lát đi ạ." "Được rồi, cố một tí nữa là hoàn thành. Giờ cháu ra đốt cho ông nhanh lên." "Vâng vâng." Hùng vội vàng đốt hết chỗ hình người ấy. Cửa chính được mở như có ai thổi mà tàn giấy và khói bay hết ra ngoài. Chúng thành hình tam giác lơ lửng trong không trung rồi tan vụn. Trong nhà ấm hẳn, có tiếng gà gáy sáng. Chúng tôi thức giấc sau một đêm bộn bể của những việc mà tưởng như chỉ có trong phim. "Ông và Hùng đã dậy từ khi nào rồi? Chắc để tôi ngủ thêm nên ông không gọi." Bỗng cô Hà ôm bụng: "Con đói quá, còn gì ăn không hả mẹ?" Bà Tân lấy trong túi xách gói bánh: "Con ăn tạm lương khô, uống nước rồi. Về dưới mình ăn cho yên tâm." Cô Hà cầm miếng mắt nhìn và tiến lại gần ông: "Thầy, ăn một miếng, cho lại sức." Toàn thân tôi lạnh toát. Quái lạ, sao cô biết ông là thầy mà xưng hô như thế? Tôi thấy nghi ngờ và đi lại. Nghe cô Hà mời, ông lắc đầu: "Cháu ăn đi, cháu đang đói mà đúng không?" Ông vừa dứt lời thì cô Hà nhích lên một bước. Cùng lúc Hùng lao tới trắng tay: "Mày không phải là cô Hà?" Cô Hà cười ha ha: "Chúng mày mời thầy Pháp đến đây diệt bọn tao." Cô ta tóm lấy tôi kéo lê vào góc tường: "Tránh ra, nếu không tao giết con miền này." Cô nói rồi trợn mắt đưa bàn tay đưa đến cổ tôi. Hùng chạy tới túm kéo nhưng không kịp, bị đẩy ngã ngửa về phía sau. Ông quát lên: "Vong ma kia, nếu không muốn ta đánh cho hồn tan phách tán thì mau đầu hàng." Cả người tôi run lên cuống cuồng. Tôi nhìn ông, nhìn Hùng, dường như ánh mắt Hùng ra hiệu tôi phải làm gì đó. Làm gì trong lúc này? Bàn tay kia lạnh ngắt đang mân đi mân lại đưa qua sau gáy rồi vòng ra trước nơi yết hầu và nó ấn mạnh. Tôi đau đớn, một tay cố giữ cái tay lạnh ngắt kia. Tôi bắt đầu nhầm trong miệng, xỉu tuất dần. Tay còn lại tôi bấm thật chặt ngón giữa. Cô Hà nhìn tôi mắt hằn tia máu: "Mày nhầm cái gì?" Cô hỏi mà tôi có đáp lại được đâu. Dùng hết sức tôi đẩy, tay bấm chặt đến muốn chảy máu nhưng miệng vẫn cố nhầm. Mất đà tôi ngã xuống giường, kéo theo cả cô ngã. Hùng vội lao tới dính lên sau lưng tờ giấy dài hình chữ nhật, bên trên có nét vẽ bùa chú. Cổ tôi được thả lỏng, đẩy cô Hà ra tôi òa khóc. Bà Tân ôm mặt nấc lên tính chạy tới chỗ cô Hà đang nằm. Ông vội cản: "Bà đừng lại gần, chớ có bám vào tờ giấy kia. Cháu nó không sao đâu." "Tôi... vong ma này rất tinh danh và không phải trú ngụ ở nơi đây. Tôi chủ quan không cho cháu cái này, chỉ nghĩ bị bùa." Nói xong ông quay sang Hùng: "Cháu đeo vào người cho cô ấy." Ông lấy trong túi mảnh giấy ni lông có giấy vàng bên trong. Nhìn qua cũng thấy có hình bát quái cạnh đó còn vẽ nhì nhằng, tôi không hiểu là gì. Từ lúc đeo vào, cô Hà trở lại bình thường. Bà Tân khoác thêm cho cô áo ngoài, bên trong vẫn dính tờ giấy dài mà Hùng đã dính. Ông ngó nhìn xung quanh rồi thở dài: "Vong này trốn rồi, không quy phục được nó." Tôi hốt hoảng: "Có nguy hiểm không hả ông?" Ông không chắc,
Nhưng ông cho quân lính đi tìm, có như nào lúc đó sẽ tính. Chúng ta thu dọn lại rồi lên chào thầy hiệu trưởng đi cho kịp về chuyến sớm. Chúng tôi thu dọn đồ đạc rồi lên phòng của thầy hiệu trưởng. Gõ cửa mãi không thấy ai. Tôi nhìn qua khe cửa hở, chợt có giọng nói cất lên: "Thầy hiệu không có trong đấy đâu." Tôi nhìn lên: "Em chào cô, thầy đi vắng hả cô? Đêm qua bị sốt nên thầy báo nghỉ. Có nhắn gì thì cô nhắn cho." Tôi gãi đầu: "Dạ không có gì, em cảm ơn cô ạ." Cô giáo đi rồi, tôi liền hỏi ông: "Chúng ta có nên đến nhà thầy không hả ông?" "Có chứ cháu, đến chào hỏi cho phải phép." Tới nhà thầy, tôi đã thấy trưởng bản đứng ở ngoài. Ông nói giọng không có chút cảm xúc: "Mọi người vào nhà, thằng Hoan ốm nằm trong không muốn gặp ai." Ông hơi thấp người đáp lời: "Vâng, vậy không làm phiền, nhờ trưởng bản nói lại chúng tôi xin phép về." "Ờ, mọi người về cẩn thận." Chúng tôi về lại xuôi một chuyến đi kinh hãi. Tôi vẫn còn nhớ tới cái cảm giác bàn tay lạnh buốt nơi cổ họng của mình. Ông cũng đến trấn yểm bốn xung quanh nhà bà Tân. Cô Hà dần khỏe lại, tôi thấy vui lắm, nhưng ông thì lại có vẻ yếu đi. Đi cúng hay khâm liệm cho đám chỉ có Hùng. Hôm nào nhiều đồ thì tôi lại đi cùng. Lúc này, ông Tiến đang ngồi viết những lá sớ. Bên ngoài có tiếng gọi: "Ông Tiến ơi! Ông ơi! Ông có nhà không?" Ông Tiến ngó ra: "Anh Dùng hả? Vào đây, có gì mà hối hả thế?" "May quá, con gặp ông rồi. Vợ chồng thằng lớn nhà con ra Quảng Ninh làm cho người ta. Mấy hôm nay con sợ quá. Anh có làm như ông căn dặn không?" Anh Dùng gật đầu run rẩy: "Con làm đúng những gì ông dặn, không sai đâu ạ." Ông Tiến ngạc nhiên: "Đã làm đúng thì sao còn sợ? Anh cứ bình tĩnh. Nào ngồi xuống đã, uống cốc nước." "Ông ơi, cứ đêm đến nhà con có nhiều tiếng động lắm." "Tiếng động ư? Anh nghe thấy tiếng động gì?" Nhấp miếng nước, anh Dùng nói: "Cứ đêm tới, toàn tiếng kéo bát kéo đĩa thôi ông ạ. Vợ chồng con ở trên gác nghe dưới nhà bếp lủng củng tiếng dao tiếng thớt chặt." Ông Tiến giật mình: "Trời đất, đến thế cơ à? Được rồi, anh về lấy chổi mình hay quét nhà dựng ngược quay cán lên trên, không có tiếng động nữa đâu." "Vâng, nhưng vợ chồng con sợ lắm." "Ông, tối nay ông sang bên nhà con một đêm. Cháu Phương mới mất, nhà lạnh lẽo cộng thêm tiếng động. Ban ngày ở nhà mình mà con còn sợ, huống chi vợ con lại về ngoại rồi." Ông nhìn anh Dùng rồi đáp: "Tối ông sang, anh cứ bình tĩnh đừng cuống lên như thế. Cháu Phương nó đi vào giờ xấu quá nên anh khuyên vợ chồng cháu lớn về nhà, để qua một tháng hãy đi ra ngoài đó." "Con cản rồi mà không được, ngoài đấy đang thiếu người. Chủ mỏ than lại trả lương cao lắm ông à. Ông nhớ tối sang con, giờ con xin phép." Sau khi anh Dùng về, ông Tiến vội đi sang nhà những người em của mình. Từ ngoài cổng, ông cất tiếng: "Chú Hướng ơi." Ông Hướng đang châm hương trên điện thờ, vọng xuống đáp: "Anh Tiến vào nhà đi." "Chú đang lễ hả?" "Vâng, cháu Hùng đi cúng tạ mộ cho người ta. Em đang dâng bùa yểm. Dạo này nhiều đám có trùng quá." Nghe tới đó, ông Tiến gật đầu: "Nhiều nhà có trùng thật. À mà chú có nhớ trùng tháng anh nói không?" Ông Hướng đi ra ngồi xuống cái phản phao bình trà: "Em nhớ, nhưng anh đã trấn yểm rồi còn gì." "Ờ, lạ là mấy đêm nay xuất hiện tiếng động trong nhà gia chủ." "Vậy hả anh? Hay là anh làm chưa kỹ?" Ông Tiến quả quyết: "Anh đã rất cẩn thận, chỉ chưa xác định có phải là trùng tháng. Đêm nay mấy anh em mình sang nhà Dùng xem thế nào cùng anh nhớ." "Vâng, để em bảo cháu Hùng nữa." Ông Tiến bưng ly trà: "Anh cũng bao thằng Tùng, muốn cho nó cùng đi để tận mắt thấy mới theo nghề được. Thằng con nhà anh nó lại tham cả cái nghề thợ mộc, nhưng cũng phải truyền lại sớm cho nó và cả khu bình con nó thôi. Mình già cả rồi." "Vâng, nhà em may có cháu Hùng chứ bố nó với mấy đứa kia không có duyên, học được vài hôm là bỏ." "Ừ, nghề cúng bái này cũng phải có căn có số. Thôi anh về, chuyện kia cứ quyết như vậy nhá. Giờ anh sang chú Bỉu." Tới nhà ông Bỉu,
cả cái sân rộng phơi mẹt bánh đa của vợ chồng cô Hưng. Thấy có người, con Ki cắn sủa ầm ĩ. Ông Bửu nhìn ở cửa sổ nói ra: "Anh qua chơi ạ? Anh có việc nhờ đây." Ông Bửu cười cười: "Anh vào uống ly trà nóng đã. Có gì cần em giúp sao?" Ông Tiến đi vào, không để ý phía sau cô Hưng đang phơi bánh. Cô Hưng cất tiếng: "Cháu chào ông." "Hưng đấy hả cháu? Dạo này buôn bán có được không?" "Dạ, cũng tạm ông ạ." "Hi hi." Ông Tiến cười: "Kinh tế ổn và thằng Cường cũng lớn rồi. Đẻ thêm đi cho có anh có em." "Vâng, bọn cháu cũng tính năm nay." "Thế có rồi hả? Chúc mừng hai cháu." Cô Hưng đỏ mặt cúi xuống xếp lại chồng bánh đã phơi khô: "Cháu cảm ơn ông ạ." Bên trong nhà, trên tấm phản ông Bửu đang cầm trên tay tập giấy nhiều màu. Ông Tiến ngạc nhiên: "Chú đang cắt gì mà màu nhiều vậy?" Rót ly nước đưa cho anh, ông Bửu nói: "Anh uống ly nước trà cho nóng. Hai có chủ nhà ở ngõ 7 con đi bộ đội hành quân qua Lào, Campuchia gì đó rồi bị vong nữ theo. Rừng thiêng nước độc, chú phải cẩn thận." "Vâng, nên cắt dán mấy hình hài em hẹn người ta mấy lần mà cứ lần nào đến y như rằng nhà bên đó lại có việc bận." Ông Tiến tròn mắt: "Hay vong đó biết ý định của chủ nhà muốn bắt nó." "Vâng, em đang nghĩ kế mà quên mất, anh Sang nói có việc nhờ em hả?" Ông Tiến gật đầu: "Sang nhờ chú giúp một tay đây, là nhà Dùng." "Vụ nhà Dùng, anh cao tay nhất trong ba anh em mà sao lại cần trợ giúp sao?" Đặt ly nước xuống, ông Tiến trầm giọng: "Nhà đó có trùng tháng, không cẩn thận một tháng có một người đi." "Em hiểu rồi, thế khi nào bắt đầu?" "Đêm nay chúng ta buộc phải bắt đầu." Ông Bửu sốt sắng: "Gấp gáp vậy, có cần em nói cháu Toán đi cùng không?" "Được vậy thì tốt quá, vậy quyết như thế nhé. Anh về chuẩn bị ít đồ, sau khi nghe ông nói tối đêm nay sẽ sang nhà chú Dùng. Tôi cũng muốn đi cùng nhưng Hùng không chịu, anh dứt khoát không đồng ý. Em ở nhà chứ đàn bà con gái sang đấy làm gì, rồi sợ ma làm hỏng việc của ông." Tôi không nói gì mà quay sang ông năn nỉ: "Ông cho cháu đi với, cháu muốn biết tiếng động đó là như thế nào." Ông lo ngại: "Biết có mà ngất xỉu ra đấy." "Thôi, cháu mang cao tỏi với đeo bùa của ông đưa thì sẽ không sao đâu." Bên kia Hùng lườm tôi đến lác cả con mắt. Tôi lẻ lưỡi: "Lều lều, thấy chưa, em mới là cháu của ông." Hùng cốc đầu tôi: "Thích lều lều không, sợ đừng có hối hận." Tôi không đáp lại mà lo nấu cơm cho sớm rồi còn chuẩn bị cho đêm nay. Cơm nước xong, tôi và Hùng qua ông, mang cái túi đi trước ông vừa nói vừa nhai miếng trầu: "Chúng ta đi thôi nào các cháu." "Hôm nay ông lại nhai trầu, có khi nào ông như vậy đâu?" Tôi thắc mắc mà chẳng dám hỏi, cứ cặm cụi đi sau ông sang nhà chú Dùng. Thấy bóng dáng mọi người, chú Dùng vồn vã: "Đây rồi, con mong mãi. Các ông ngồi đi ạ, con pha chè tàu rồi." Nhìn quanh ngôi nhà một lướt, ông hỏi: "Chị Dùng ngủ rồi sao?" "Nhà con ở bên ngoài rồi, nhà chỉ có con mở tivi mọi người ngồi xem nhé." Chú Dùng đáp rồi đi tới bật chiếc tivi đen trắng nhưng màn hình chiếu nhiều rồi quá. Vỗ vỗ lên vỏ tivi mấy lần mà không hết. Chú quay qua nói: "Con ra soi cái đăng ten, nét thì hô lên con biết nhé. Chắc hồi chiều gió thổi sai hướng." Nói xong anh đi ra cột đăng ten gần đơ, vừa xoay vừa hỏi: "Nét chưa hả ông ơi?" Hùng chạy lại hối: "Chưa đâu, anh xoay sang trái tẹo nữa, vẫn còn ruồi lắm." Sau một hồi thì màn hình tivi nét trở lại, chúng tôi ngồi uống chén nước và xem thời sự. Lúc này đồng hồ chuông báo hiệu 10 giờ tối. Chú Dùng cất lời: "Trên gác con chạy chiếu rồi, mời các ông và mọi người lên nghỉ nhưng chờ con, khóa cửa lên cùng." Ông Tiến gật gật: "Ừ, anh khóa cửa cẩn thận." Chúng tôi lên gác, đèn được tắt đi. Tất cả đều nằm trên những cái chiếu trải rộng ra. Tôi nằm trong góc tường chống ngực đập thình thịch, cảm giác hồi hộp đến nghẹn thở. Hùng thấy tôi run run, anh hỏi: "Em sợ hả?" Tôi im lặng run, thật sự run quá. Răng cứ thế va vào nhau,
Không gian yên tĩnh đến mức còn nghe được thấy tiếng thở của từng người. Bỗng có tiếng đập vỡ choang, choang. Không ai bảo ai ai cũng ngồi bật dậy. Chưa dừng lại, tiếp đó là tiếng xoảng, xoảng, xoảng đập bát đập đĩa ở dưới gian bếp. Tôi bịt miệng mình để khỏi hét lên. Mở thành rõ quá như có người đang lấy tay ném chúng vậy. Lại có ai kéo ghế kêu két, két. Trời đất ơi, tôi không thể tưởng tượng nổi mọi người ở đây hết mà. Vậy, ai ở dưới kia cơ chứ? Giọng của ông thì thầm, đừng bật điện. Ông Tiến cũng nói khẽ, đừng bật, để Yên theo dõi một chút nữa. Chú đã chuẩn bị chưa? Em chuẩn bị rồi. Sau câu nói ấy, không gian im ắng trở lại, tôi không còn nghe thấy gì. Được một lát thì có tiếng xoạt, xoạt, mà tiếng động này là như con mèo cào chậu xì. Chắc Hùng cũng có suy nghĩ giống tôi nên anh nói, hay mèo nó trèo lên giá bát làm vỡ hả ông? Nghe vậy chứ dùng ôm miệng. Không, không, phải đâu. Đêm nào cũng giống thế. Sáng ra chú có thấy cái gì vỡ đâu. Chưa ai kíp lên tiếng, chợt có tiếng đập cửa sắt rầm rầm. Chúng tôi im lặng nghe ngóng, như có ai đó vào nhà. Tivi được bật lên có bàn tay vặn cái nút chuyển kênh. Màn hình bị ruồi vang lên trong đêm khuya nghe rõ mồn một. Chú Tùng hoảng hốt, sợ quá. Bố, làm gì đi chứ? Nhanh lên bố, con sợ quá. Những tiếng động này chỉ có người mới tạo ra được mà thôi. Hích hích, có trộm đúng là trộm rồi. Ông Tiến nhìn con, để Yên bố tính cách. Sao mày cứ rối lên thế? Tôi nằm yên không nhúc nhích, chân tay cứng ngắc, lắng tai nghe động tĩnh ở dưới nhà vang lên. Đúng thật tiếng động này chỉ có con người tác động vào. Nói là ma thì sao có thể tin chứ. Sau giây lát, ông Tiến nói khẽ, chú hướng lấy cái đó ra đi. Vâng, em chuẩn bị hết rồi. Ngay lập tức có vệt ánh sáng lập lòe ở phía cửa sổ, sau đó lại tắt ngóm ở trong nhà. Là ông đang cầm cái gương nhỏ lật lên lật xuống tạo nên, và không biết bên cạnh có thêm vật gì nữa hay không. Ông Tiến thì thầm, chú có thấy gì trong vệt sáng ấy? Em, chú sao vậy? Cuối cùng là chú có thấy gì hay không? Ông run giọng, đông quá. Trong nhà đang có rất nhiều vong ma. Chúng còn đứng chỗ cầu thang nhìn lên trên đây. Ông Tiến có chút hốt hoảng, chú nói gì? Ở dưới nhà lúc này toàn vong ma. Tôi run rẩy khi nghe các ông nói với nhau như vậy. Lồm cồm bò dậy, ôm chặt hai đầu gối của mình ngồi thu lu không dám nhúc nhích. Tôi nghe rõ tiếng ông bỉu, sao chúng lại có thể vào nhà được? Anh không yểm sao? Ông Tiến đáp run run giọng, anh có yểm mà còn yểm rất cẩn thận. Ông Hướng lắc đầu, em thấy thằng Phương nó bị trói tay có người áp giải về. Chết rồi, thằng này bị tra tấn không chịu được nên khai ra người thân. Lúc khâm liệm anh có để con dao dựa trên bụng, chém xung quanh áo quan hình yểm mà. Sao như này được? Anh Dùng nghe xong cuộc nói chuyện, dù không tin vào tai mình những âm thanh đang phát ra dưới kia, nhưng khi các ông nhắc tới tên đứa con mới mất thì anh cuống cả lên mà vội hỏi, các ông nói gì cơ? Con nó dẫn người về bắt hà? Không, đúng là như vậy. Chúng tôi sẽ gắng tìm ra cách để giúp anh. Anh Dùng không hỏi gì nữa, chỉ còn biết trông cậy vào các thầy. Từ xưa tới giờ anh nào có tin chuyện ma quỷ. Chợt tủ gian nhà bếp vang tiếng dao chặt trên cái thớt liên hồi, cùng với gió thổi cánh cửa sổ cài không chắc cứ phập phập như có ai đứng ở ngoài lấy tay đập. Trời tối nhưng vẫn có ánh đèn cao áp ở tít ngoài đường hắt xeo xeo. Chỗ lan can cạnh mấy chậu hoa tôi ngó thấy nhiều bàn tay trắng bám bám như đang leo tường. Tôi há miệng gọi Hùng, anh nhìn ngoài lan can kia. Theo hướng tay chỉ của tôi, Hùng cũng sợ hãi không kém. Ôi, ông, chúng nó, ma kìa. Ông cất giọng, đông quá tay chen chúc bám thế kia. Bình tĩnh, chúng cố ý hù dọa đó. Bật điện lên. Đèn tuyếp bật sáng, tôi nhìn ra ngoài không thấy gì nữa. Ông đi ra chỗ cầu thang, bất ngờ hất cả bình nước nhổ, nhai chầu và chiếc quần sa tanh cũ trên tay xuống.
Ở bếp vang lên tiếng kêu của mảnh vỡ vội vã rồi tắt ngấm dần. Tôi đưa mắt nhìn đồng hồ 1 giờ sáng. Tới cửa mở ra lan can, ông đưa cho Hùng cái gương tròn và cái chĩa cắm có 3 que sắt nhọn. Cháu đóng đinh ở giữa cửa treo lên. Vâng. Trong túi sách ông bửu lấy ra một tập giấy màu hình hài người đủ kiểu. Xấu có đẹp có kinh dị có. Tự tay ông đốt chúng. Mùi khói mùi lửa vào nhà. Mọi thứ bớt lạnh lẽo bởi tàn giấy đốt bay ra tứ lung tung. Bên phía góc tường, ông Tiến và chú Tùng đang đóng thật mạnh cái đinh thuyền xuống dưới nền. Tất cả yên ắng trở lại. Chúng tôi sau đó tắt đèn nằm thao thao mắt. Không biết có ai ngủ được không. Riêng tôi vẫn còn sợ nên thi thoảng nhìn ngoài lan can và tai lắng nghe xem dưới bếp có còn tiếng động. Không gian im lìm. Ánh nắng rọi qua ô thoáng. Sáng rồi. Sau một đêm thật dài nhìn ai mắt cũng thâm quầng. Đằng sau mấy chậu cây toàn dấu vết 5 ngón tay đen như màu than bùn in hẳn. Anh Dùng không dám đi trước cứ ngập ngừng. Để tôi xuống trước. Ông nói rồi bước đi. Chúng tôi theo sau. Cái tội đi rồi ngoái nhìn phía sau làm tôi thon thót tim. Xuống bậc thang dưới nhà đồ đạc. Bát đĩa vẫn ở trên giá trạng. Cái ghế vẫn yên vị trí cũ. Chỉ có vết nước nhổ trầu đỏ lừ từ trên kéo xuống như hình con rết. Quần sa tanh cũ thì vắt ngang tay cầu thang nhăn nhúm. Anh Dùng đi tới bàn thờ đốt 3 que hương. Con sống khôn thác thiên đừng. Dẫn ai về bắt người nhà mình. Anh Toán vừa đưa cốc nước chè lên miệng giật mình hỏi. Có chuyện gì vậy anh? Ông ơi! Sao? Sao? Anh bị rách rồi. Mọi người lại gần. Ảnh thờ của Phương có vết như xé hình cung từ trên đầu xuống cằm. Ông Bửu vội hỏi. Là thật? Hay anh không để ý? Lúc lồng ảnh bị như thế? Không thể nào. Con rất cẩn thận. Ngày nào cũng thắp hương cho cháu mà. Có ảnh hưởng gì không ông? Hay con thay tấm ảnh khác? Đang yên vị chớ nên động vào. Giờ cứ gác việc đó lại. Lo cho xong trùng này đã. Anh Dùng gọi vợ chồng thằng lớn về. Mọi thứ ông nghĩ là đã ổn. Không có gì phải lo lắng. Điều cần thiết bây giờ là chúng ta chôn giữa nhà cái bàn quốc và làm ngay hôm nay. Các ông về chuẩn bị, còn anh Dùng lấy thước đo điểm giữa nhà đánh dấu lại. Khi nào ông đến thì tiến hành đào. Vâng. Dặn dò anh Dùng xong là tất cả chúng tôi ra về. Vừa về tới là ông Tiến quay sang nói. Hai chú về chuẩn bị các vật cần dùng cho lần này. Ông tôi lưỡng lự. Anh này, không biết mình có thắng không. Chứ thật sự em thấy đám vong ma đó rất đông. Kẻ giải thằng Phương mặt mày rất dữ tợn. Và đặc biệt là trên tay có cầm con dao có khắc hình 2 cái sừng. Là hình sừng? Vâng, là hình sừng. Em vẫn nhớ lời bố mình từng nói, nếu gặp hình sừng này là... là số kiếp của nhà đó mình cưỡng lại không được, nếu không thì... Ông nói rồi nhắm nghiền mắt. Ông Tiến lắc đầu. Phải giúp chứ. Không lẽ thấy như thế mà không cứu. Hơn nữa chúng ta đã đến nước này rồi. Em chỉ hoãn tạm thời trụ bao lâu thì không rõ, nên anh xem. Quyết vậy đi. Thôi mọi người về nghỉ đi rồi lo mấy thứ anh đã bảo. Ông Tiến nói xong bỏ đi vào nhà. Ông Bửu cũng về ngay sau đó. Chỉ còn ông và vợ chồng tôi bước trên ngõ vắng. Ông trầm ngâm không nói thêm một lời. Có lẽ ông đang suy nghĩ tới việc mình đang làm. Nếu như số kiếp của gia đình đó đã như vậy mà vẫn cố tình cho nó thay đổi thì hậu quả sẽ ra sao đây? Tôi thấy ông thở dài. Đầu giờ chiều, nền nhà được đào bới để chôn bàn quốc cắm xuống. Mâm trái cây rượu bánh cả miếng thịt mối đầy ắp mũ ngựa và cả hình nhân để ngay giữa cửa chính. Cả ba ông cùng ngồi xuống cúng. Anh con trai đứng ngoài cứ cúng xong một lần là một lần đốt vàng mã mũ ngựa. Ai nấy mồ hôi thấm sũng, mũ vải nâu cũng ướt nhẹp. Cứ như vậy tới tận 3 giờ đồng hồ sau mới kết thúc. Hôm nay là ngày thứ 27 sau khi con anh Dùng mất. Mọi thứ đều yên lặng trong cái không khí của đám tang. Cả ba ông và chúng tôi vẫn đang lo lắng vì sắp tới thời 1 tháng rồi. Tôi và Hùng đang coi trận đá bóng. Chợt bên nhà cô Hưng có tiếng cãi lộn ầm ĩ. Tôi kéo tay Hùng. Nhà cô Hưng có gì mà ồn ào quá. Mình sang xem đi anh. Từ từ, anh đang xem bóng mà kéo đi nữa. Ngay từ ngoài cổng, mọi người đã vây kín bàn tán to nhỏ. Thì ra là vợ chú Toán cãi nhau với cô Hưng. Không biết là chuyện gì. Tôi len qua đám người đông đúc đó đi vào trong. Cô Hưng giận dữ chỉ tay.
mày định ăn không tiền mồ hôi nước mắt của tao hả? Bà con hàng xóm thấy đấy, nó bán để chết bạn không có đủ tiền sang vay tôi. Lúc vay thì chị em, tôi gom đủ cho nó, đến giờ cần dùng đến hỏi nó mà nó nói trả rồi. Mày đưa cho tao khi nào? Vợ chú Toàn gào lên. Tôi trả cho chị rồi con gì? Chị đừng có mà tham lam. Miệng mày lắm lưỡi thế, mày dám thề không? Tôi sợ gì không dám. Cô Hưng sấn tới. Mày thề đi. Vợ chú Toán ngay lập tức giơ cao tay. Tôi thề, tôi trả tiền cho chị Hưng rồi nếu nói điêu trời rút lưỡi con tôi. Lúc này Hùng đi tới can ngăn. Anh lớn tiếng. Vợ Toán về đi, cô Hưng cũng thôi ngay. Trong gia đình mà cứ ầm ầm, xóm riêng họ cười cho. Cả hai đều bực bội quay đi. Trước khi vào nhà, cô Hưng còn nói ới ra. Mày nhớ đấy, nói sai cho tao con mày bị rút lưỡi. Không biết có phải lời thề thiêng hay có yếu tố nào đó tác động mà ngay mấy hôm sau con gái chú Toán bị sốt lên cơn co giật. Bố mẹ ngủ say không biết đến khi méo cả miệng mới đưa con đi cấp cứu. May mắn là giữ được người, nhưng đứa bé 5 tuổi này không thể nói thành lời được. Trong miệng lúc nào cũng có nước dãi chảy, trừ lúc ngủ còn đâu phải cuốn khăn mùi xoa ngang cổ. Sáng nay chú Tùng dậy sớm mài mực giúp ông viết sớ để cho ngày mai đi cúng. Chợt có tiếng gọi gấp gáp. Ông ơi. Ông Tiến đáp lời. Anh Dùng hả? Sớm đã có chuyện gì sao? Khi cánh cổng được mở, anh Dùng mặt tái mét, nói không ra câu. Đêm qua làm sao? Anh nói nhanh lên. Vâng, đêm qua ở nhà con cứ có tiếng lộp độp trên mái như đá rơi. Ông xem thế nào giúp con ngày kia là một tháng thằng Phương nhà con mất. Ông Tiến giật mình, giọng vội vã. Không ổn rồi, anh mau về thu xếp, chúng ta ra Quảng Ninh ngay. Anh Dùng hốt hoảng. Ra chỗ thằng lớn hả ông? Có bị sao không hả ông? Như vậy là sao? Anh đi ngay đi, ông sẽ giải thích rõ hơn sau. Giờ ông sang ông Bỉu và ông Hướng báo. Sau khi anh Dùng về, ông Tiến vội qua báo cho các em của mình. Ông tôi thì ngay sau đấy gọi vợ chồng tôi nói về chuyến đi ra Quảng Ninh này. Hùng ra chừng không muốn đi cho lắm. Anh lưỡng lự. Đi bây giờ hả ông? Ông gật đầu. Ừ. Ông Tiến vừa sang báo, cả ông Bỉu nữa. Phải đi ngay. Cháu đang theo dõi trận bóng. Thì đến đó cũng có tivi rồi xem. Lần này do tôi năn nỉ nên ông đồng ý cho cùng một phần trong kế hoạch, cũng cần có thêm người giúp sức trong tình huống xấu xảy ra. Chúng tôi đi chiều chiều là ra tới ngoài đó. Vùng than có khác, chỗ nào cũng thấy than. Vợ chồng anh lớn nhà Dùng được chủ cho ở ngay chỗ làm. Dãy nhà có 10 phòng. Tối đến làm xong công nhân người thì nghỉ ngơi, người thì tới đến nhà chủ xem tivi. Thấy chúng tôi đến ai cũng bất ngờ. Sau hồi giải thích và hiểu ra câu chuyện thì chủ nhà xếp cho chúng tôi ở cùng. Tại phòng của hai vợ chồng anh lớn nhà Dùng mọi thứ các ông làm rất cẩn thận, nhưng vì các phòng này xây trên bãi đất trống rất rộng không thể yểm được mà chỉ có bảo vệ, dùng âm binh bảo vệ. Theo như tôi được biết thì chỉ cần qua được lần này thôi là sẽ ổn. Hôm nay là ngày thứ 29. Trận bóng đang hồi gay cấn, nhà chủ nhà chật cứng. Cả vợ chồng anh đó cũng ngồi xem cho hết trận. Sau đó ai về phòng người ấy ngủ, sáng mai còn ra mỏ. Thấy cận kề ngày trong dự đoán có trùng, ông Tiến bồn chồn. Chúng ta sang đó ngủ cùng trước một hôm cho chắc nhỡ nó. Nó đến sớm. Anh con lớn khó chịu. Con chả tin đâu, bố với thầy mê tín quá. Chết có số hết cả. Muốn cũng tránh được. Chú Dùng gắt giọng. Con thì biết cái gì chứ. Cứ để các thầy giúp. Vợ chồng nằm đất với anh chị Hùng, còn giường để các ông nằm. Anh con không nói gì nữa và chúng tôi tắt đèn đi ngủ. Lạ, nhà tôi chẳng ngủ được. Quay đi quay lại nghe ngóng. Trên giường có tiếng thì thầm nói chuyện. Sau hồi không còn tiếng động nào. Yên tĩnh quá. Tôi dần đi vào giấc ngủ. Có tiếng cạch cạch mở cửa khiến mọi người thức giấc. Cùng lúc giọng của con lớn nhà chú Dùng cất lên. Con đi ra mỏ. Lát bố vớ các ông ra cổng nhé. Con về rồi đi ăn sáng. Chú Dùng đáp. Hai vợ chồng đóng cửa đi. Bố biết rồi. Tôi thở phù mày quá. Không có chuyện gì xảy ra. Lúc này các ông ai cũng lo lắng. Ông Tiến lau mồ hôi nói khẽ.
Hôm nay là ngày thứ 30. Chuyển giao giờ đêm nay từ 12 giờ mọi người phải để ý. Ông và ông Bửu gật đầu, mà sao tôi có cảm giác lành lạnh như thể ở ngay đây nhiệt độ đang hạ thấp xuống. Tối đến, hôm nay là trận bóng chung kết. Gian nhà của anh chủ đông kín người tới coi tivi, những tiếng hô hào vang lên. Nào mọi người vào đây uống cốc rượu, lạc luộc đầy rổ chờ trận chung kết. Rô rô, một anh hướng về phía chúng tôi. Ông với anh chị cũng làm cốc cho có khí thế nhớ. Nâng cốc, rô, rô. Mấy anh công nhân mỏ đi tới kéo tôi với Hùng và vợ chồng anh kia ngồi ngồi cùng họ. Trên bàn uống nước ông Tiến, ông Bửu đang nói chuyện. Trận bóng 10 giờ đêm mới đá, sang tới hiệp 2 cũng gần 12 giờ rồi mà chưa phân thắng bại. Đúng là gay cấn thật. Vì đá thêm hiệp phụ nên lúc này thời gian như trôi nhanh hơn và không còn ai muốn chú ý tới nó nữa. Nhưng anh lớn nhà chú Dùng đột nhiên đứng dậy. Chú Dùng vội vã đứng lên theo. Con đi đâu đấy? Con chạy về phòng đi nhẹ, định nhịn hết trận về luôn mà buồn quá, ra quần mất. Để bố đi cùng. Anh con khó chịu. Con đi một mình được, xong con quay lại ngay. Bố cứ làm như con còn nhỏ lắm không bằng. Tôi và Hùng nháy mắt nhau đứng dậy. Anh cũng đi, nãy giờ nhịn mà tranh bóng hay quá nên. Chị vợ ngồi gần đó cũng nói. Cả em đi nữa. Anh ta như bất đắc dĩ vì cái lý do hết sức chính đáng ấy mà quay đi. Mọi người thích đi thì đi. Tôi, Hùng và hai vợ chồng anh đó về đến nơi. Anh ta vào nhà trước. Mọi người chờ tôi ở ngoài. Chúng tôi gật đầu và đứng bên ngoài nhìn nhau. Tuy rằng không biết lời ông nói có đúng hay không, nhưng ai cũng đều giữ tâm trạng lo lắng vô cùng. Chợt tiếng anh đó gọi chị vợ. Em ơi, vào lấy cho anh cuộn giấy trong này hết rồi. Tự dưng lại đi nặng, có ăn gì đâu mà bị Tào Tháo đuổi. Vâng. Chị vợ đi và chỉ còn tôi và Hùng. Không khí ban đêm lạnh lẽo quá. Hùng khoác cho tôi cái áo khoác thì từ đâu có con chó đen xì lao tới sủa. Nó sủa inh ỏi lại ra sức cắn đuổi. Hoảng sợ chúng tôi cắm đầu chạy, chạy chẳng biết hướng nào nữa. Trong khi đó ở nhà chủ, ông Tiến đứng ngồi không yên. Tôi nóng ruột quá. Đi, anh em mình sang đó. Nói rồi ông đi vội ra cửa cổng nhưng không mở ra được. Ông hô lớn. Cửa làm sao này anh chủ ơi? Anh chủ nghe vậy liền chạy ra. Ông để con xem. Chết, đứa nào nghịch mà hỏng cái khóa rồi. Nát cả ổ chỗ cắm chìa. Sao ai lại khóa vào thế không biết. Ông chở con lấy búa đập. Tại phòng hai vợ chồng kia, sau khi ở nhà vệ sinh, anh chồng nói giọng run run. Tự dưng anh mệt quá, chắc anh ở nhà ngủ luôn. Em có sang xem bóng thì sang một mình nhớ. Chị vợ lo lắng. Anh có đau chỗ nào không? Em ở nhà cùng anh. Anh không đau, chỉ hơi mệt thôi. Em buông màn đi, anh muốn ngủ. Ngay lúc đó chị vợ buông màn. Anh chồng nằm, đặt lưng xuống là ngáy. Ra cài lại cái cửa định bụng nằm một chút. Lát mọi người về sẽ dậy mở sau. Chị vợ nằm cạnh chồng mình mà mắt cứ díu lại rồi chìm vào giấc ngủ. Tiếng chân bị xích kéo lê ngoài bậu cửa. Có đám người giải một người người đó trên mình đầy thương tích chỉ tay vào chiếc giường. Đó, đó, là anh trai tôi. Chớp nhoáng có một bóng đen to lớn bước qua cửa. Tiến gần đưa hai tay bóp cổ người đàn ông nằm ngoài ấy. Người này ú ớ kêu trong miệng giãy, chân đạp ầm ầm xuống giường. Tay với vợ nằm cạnh nhưng sức mỗi lúc một yếu chạm vào mà không lay gọi được. Trên cổ người đàn ông hằn nguyên dấu 10 ngón tay. Chị vợ bừng tỉnh toát mồ hôi. Sợ quá, ra mình nằm mơ. Mà ai xiềng xích chân chỉ tay sao thế quen quá chứ. Người đàn ông nằm trên giường nữa. Chị vợ dậy với lấy cốc nước uống nhưng trong đầu mơ hồ về giấc mơ. Nhìn sang thấy chồng vẫn ngủ. Hít thở thật sâu sau đó lại quay vào trong nằm xuống. Sau khi phá được khóa, các ông và chú Dùng vội vã đi về. Chú Dùng đập cửa gọi. Mấy đứa có trong phòng không? Dậy mở cửa cho bố. Chị vợ giọng ngái ngủ. Còn có. Chờ con ra mở. Bọn con về mà mệt quá nằm thiếp đi. Vào trong chú gấp gáp. Chồng con đâu? Anh ấy đang ngủ bố à? Nghe thế, chú Dùng chạy lại lay người anh con lớn. Dậy, dậy, bố có chuyện muốn nói. Thằng này, mày ngủ say thế.
Ôi con ơi, sao thế này? Cảnh tượng đập ngay trước mắt là anh con lớn tay ôm cổ mình thật chặt. Chú Dùng cố gỡ bàn tay ấy xuống. Xung quanh cổ những vết tím bầm in rõ 10 dấu ngón tay. Ông Tiến ôm tờ sớ lắc đầu. Chúng ta thua rồi. Mà hai đứa kia đâu? Đã giận như thế mà còn bỏ đi đâu hả? Tôi và Hùng run bần bật vì không nghĩ sẽ xảy ra chuyện như vậy được. Tôi ấp úng. Ông, cháu, cháu, hai đứa làm gì thế? Cháu chờ ở cửa, bị con chó lạ cắn đuổi. Tôi Hùng nhìn nhau đi vào trong. Đúng là không tránh được số mệnh. Nhìn cái xác nằm còng queo tay vẫn dơ dơ như đưa lên cổ. Ông Bửu quay sang hỏi chị vợ. Cháu nằm cạnh nó không nghe thấy tiếng động gì ư? Cháu nằm mơ, giấc mơ sợ quá. Choàng dậy uống nước thấy anh ấy vẫn ngủ. Vào giường lại thì bố cháu gọi. Chính là lúc đó người bị bắt đi. Quá là trùng hợp, là sự sắp đặt. Người thì bị nhốt trong nhà, người bị chó đuổi. Lúc này anh Dùng khóc nấc. Không, tôi không thể chấp nhận một tháng tôi mất hai đứa con. Tại sao chứ? Ông Bửu buồn bã. Ông đã cố hết sức có thể nhưng không có kết quả. Ông xin lỗi. Anh giữ sức còn lo hậu sự cho cháu. Sau đám tang nhà anh Dùng vẫn nơm nớp sợ. Sợ trùng tháng lại đến nữa. Ông Tiến, ông Bửu lại lo cũng lễ yểm giả. Qua một tháng không có gì xảy ra nữa, mọi người thở phào. Vợ chồng anh Dùng cũng bán nhà không ở đó. Nghe nói họ vào Vũng Tàu. Từ sau ngày ấy tôi không gặp lại. Hôm nay anh Trưởng có người yêu tới chơi chị này yêu lắm nhưng nghe chừng anh ấy không ưng. Mẹ chồng tôi thì vui ra mặt chắc tại nhắc vợ chồng tôi sinh đẻ mãi chẳng thấy gì nên cũng chán. Thằng Thanh, Viên đẻ liền hai đứa. Nhà có tiếng trẻ con lúc nào cũng ồn ào. Tôi cũng không kế hoạch nữa nhưng chưa thấy. Có lẽ do tâm lý đi cúng. Bắt ma với ông và chồng trong người lúc nào cũng hồi hộp. Nói chuyện một hồi, tôi hỏi chị. Anh chị khi nào cho em ăn bánh kẹo đấy? Hi hi, chị Hậu đáp mà mắt nhìn anh Trưởng. Chờ anh ấy đón dâu thôi em. Cùng lúc anh Trưởng nói. Cứ yêu đã, còn cưới tính sau mà Hậu về đi muộn rồi đó. Chị Hậu cúi mặt không nói thêm gì. Tôi ngạc nhiên. Anh không đưa chị về sao? Anh bận rồi, thế em nói chuyện với Miền. Rồi về sau anh đi có việc. Ngay sau đấy anh Trưởng bỏ ra ngoài. Tôi nhìn chị ái ngại. Chị không sao chứ? Ừ, chị quen tính anh. Là chị yêu nhiều tự chị đa tình, chị đến nhà lần này mong để cưới chị. Chị có bầu rồi nhưng anh không đồng ý, bắt phá chị không chịu nên. Mà phá nhiều lần rồi lần này nữa chắc chị không thể có con. Giờ phải làm sao hả chị? Anh lại không chịu cưới. Làm sao nữa hả em? Chị sẽ giữ lại. Ai cười cứ để họ cười. Tôi vùng đứng lên. Để em bảo mẹ. Như thế không được. Chị Hậu kéo tay tôi. Thôi em, nếu muốn anh ấy đã cưới rồi, chị dại mới thế. Em ra khóa cổng đi. Chị về. Buổi trưa, cả nhà đang bên mâm cơm thì anh Ca đi đâu về? Anh Ca là anh kế anh Trưởng. Mẹ chồng tôi buông bát đũa lớn tiếng. Sao mày bỏ việc bên chú Tùng? Con đi làm chỗ khác nhiều tiền hơn. Mày, tham vàng bỏ ngãi. Chú dạy mày từ chưa biết nghề. Giờ bỏ chú đi. Anh Ca trợn mắt. Chuyện của con sao mẹ biết được mà nói? Mẹ chồng tôi hét lên. Không nghe thì cút đi. Đi khỏi nhà tao. Không đáp, đi vào ngăn tủ anh Ca lấy vài bộ quần áo rồi bỏ đi. Bữa cơm chẳng ai còn muốn ăn nữa. Không hiểu nhà tôi bị gì mà chỉ trong thời gian ngắn xảy ra nhiều chuyện quá. Nay ông sửa lại trang trí trên điện thờ thì có tiếng ông Bửu gọi. Anh Hướng ơi. Chú Bửu hả? Vào nhà chờ anh một chút. Ông Bửu đi vào trong, nhìn một lượt khắp gian thờ của anh mình, ngồi xuống mà tay ôm ngực. Ông lo lắng. Sao sắc mặt chú xanh thế? Em không khỏe trong người, đau tức lồng ngực. Chú giữ gìn sức khỏe, chú uống nước đi. Đỡ chén nước, ông Bửu nói nhỏ. Em có việc nhờ anh. Là chị An ở ngõ 7. Con đi bộ đội bên Lào bị vong nữ theo. Ông gật đầu. À, là lần trước chú nói hả? Vâng. Hẹn bao lần mà chả khi nào tới được, như có người cản. Nhà người ta tìm thầy khác đủ thứ mà không khỏi. Giờ nó như bộ xương rồi.
chị ấy mới sang tìm em mà em thì đang bệnh với cháu Hưng sắp đẻ. Cũng bận đủ thứ ít thời gian còn được. Anh với anh Tiến giúp em. Được rồi, chú về nghỉ ngơi đi. Mà ghi cho anh địa chỉ. Vâng, em ghi ở đây rồi. Nói rồi ông Bửu đưa ra mảnh giấy nhỏ đã ghi chép địa chỉ của gia đình có con bị vong ám. Chiều tới, tôi đang lặt nhau để chuẩn bị cho bữa tối. Ông qua nhà nói, tối sang nhà bên đây sang ông ăn cơm nhớ. Tôi cười, vâng, hôm nay ông làm cơm đãi ạ, hi hi. Miền sang nấu phụ giúp cô út, có cô chú Thắng Thư ở Hồng Kông về. Cô chú về chơi hả ông? Ông lắc đầu, không, cô chú về hẳn. Vượt biên không thoát thì về chứ bên đó sống trong trại tị nạn cùng cực lắm. Tối ông cũng có chuyện bàn với vợ chồng cháu. Vâng, để cháu chạy ra hàng gạo báo mẹ cháu về sớm. Ừ, qua nhà chú Toán mua cho ông ít rượu nữa. Thì ra vợ chồng cô chú ấy đi sang nước ngoài không thoát bị bắt ở Hồng Kông. Trời không chiều lòng người, muốn thoát nghèo cũng khó mà. Tối đến nhà tôi vui như hội. Hai đứa con của cô chú với con nhà Thanh làm huyên náo cả xóm, cứ chạy ầm ầm qua chỗ bụi tre mà chúng nó chả sợ. Cô út làm thợ may cho người ta, gần 30 rồi chưa chịu lấy chồng. Không phải là không có người để ý mà như là cái duyên chưa tới. Đàn ông con trai một mâm, phụ nữ một mâm ổn át chuyện trò. Chú Thắng nâng ly rượu hồ hởi. Cô út có ai chưa? Chưa thì anh làm mối cho, bạn anh cũng mới về. Giờ tính mở cửa hàng bán xi măng đấy. Cô út đáp lại, vâng, có thì giới thiệu cho em. Thế nhé, hôm nào anh bảo nó tới. Nói rồi chú quay sang phía ông bà. Vợ chồng còn được bên chính phủ Hồng Kông cho một khoản nên tính mua căn nhà nhỏ ở riêng. Ông gật đầu, ừ, vợ chồng mới về cứ nghỉ ngơi đã, tìm hiểu cho kỹ rồi hãy mua. Xây nhà, làm cửa là phải cẩn thận. Vâng, bố xem tuổi vợ chồng con hướng nào thì hợp. Để đó bố coi. Giờ ăn đi nào, đồ ăn nguội hết bây giờ. Cả nhà vừa ăn vừa nói chuyện đến khuya lâu, rồi không đông vui như thế. Dắt xe ra cổng, chú Thắng cô Thư chào mọi người ra về. Ngó qua ngó lại không thấy bọn trẻ đâu cả. Thủy, Thành ơi, chào ông bà về đi con. Thủy, mấy đứa này nó thế chứ lại. Một lúc thấy Thùy chạy về hốt hoảng. Bố, bố, không thấy em Thành đâu. Chú Thắng gắt lên, con nói gì? Chúng con chơi bịt mắt bắt dê, bỏ mắt tìm để tê mà không thấy. Con tìm mọi chỗ trốn mà không thấy. Để bố ra tìm. Cả nhà tôi đều chạy đi sang nhà hàng xóm, đằng sau cánh cửa, dưới gầm giường nhưng không có. Chú Thắng vừa đi vừa hét, quái lạ, thằng này trốn ở đâu? Thành, Thành ơi, có nghe thấy bố gọi không? Hay là bị bắt cóc? Nghe thế, ông vội lên tiếng, ngõ này toàn chó dữ, người lạ vào là sủa ầm lên rồi. Không có bắt cóc đâu, con tìm lại xem nào. Ông nói rồi đi ra ngõ đằng sau xe xích lô mà bố chồng tôi vẫn dùng để dọn hàng gạo. Còn tôi và Hùng đi ra tận xóm ngoài hỏi hết nhà nọ đến nhà kia nhưng không có thông tin nào cả. Cầm cái đèn pin soi rọi đủ chỗ để mong tìm ra thằng bé. Tôi bực bội, sao tự dưng lại chơi trò này không biết. Hùng cốc đầu tôi, trẻ con mà, em với anh ngày xưa mà chẳng thế. Nhưng trốn gần còn chạy tê chứ. Ừ, chắc trốn đâu rồi ngủ, có khi ngủ quên ở đâu không chừng. Anh hay thật, đang chơi mà ngủ quên được. Trên gác tìm hết cả có ai lên ngủ đâu. Hay, hay, ma, ma giấu. Nghe tới đó Hùng đứng sững lại. Ma gì mà ma? Ừ, ừ, có. Khi nào thế không? Về, tìm trong bụi rậm bụi tre. Chúng tôi về lấy thêm đèn hô hào mọi người tập trung lại. Lúc này cũng gần 11 giờ đêm. Chỗ bụi tre vẫn là cái đèn vàng trên có đĩa sắt tre. Tôi soi đèn vào đó, không có gì. Soi sáng bên cạnh, cả góc sau cũng không có. Nhìn lại lần nữa rồi tôi nói vọng ra chỗ Hùng. Trong đó không có đâu, mình ra chỗ khác tìm thôi anh. Em có nhìn kỹ không đấy? Để anh vào bên trong chắc em lại sợ chỉ đứng bên ngoài chứ gì.
Tôi không nói gì mà đứng tránh qua một bên rồi đưa cây đèn cho Hùng. Cặp đèn pin vào nách, Hùng lấy tay bẻ bụi che ra hai bên. Chợt anh hét lên: "Đây rồi, thằng này sao lại chui vào đây?" Thằng Thành ngồi khum khum khóc, nước mắt chảy ướt hết cả nhưng chả nói gì. Hùng bế thúc nó lên và trợn mắt quát vào gốc tre: "Bỏ ngay thói giấu người, nếu không là tôi chặt hết." Nói xong anh đi vào nhà. Thằng Thành vẫn còn hoảng, khóc không ra tiếng, cứ ôm chặt lấy mẹ. Ông lấy cho nó gói bánh rồi hỏi: "Thành, nói cho ông biết là cháu chui vào đó trốn hả?" "Không, cháu đang chơi thì có người gọi ra, cho kẹo sau, đó lôi cháu vào đây cháu. Cháu thấy mọi người tìm, thấy bố gọi nhưng không nói được, không đứng dậy được. Cháu sợ lắm ông ơi. Hu hu, bố mẹ cho con ngủ ở đây, con không về đâu." Ông chau mày: "Lại có chuyện này xảy ra nữa sao? Ông hiểu rồi. Giờ cũng khuya rồi, hai đứa cho con kế ngủ đi, mai hãy về nằm ở giường của ông lên điện." Còn Hùng miền: "Mai qua sớm ông có chuyện cần bàn." Ngay sau đó, mọi người trong gia đình mau đi ngủ. Ai nấy đều có những suy nghĩ riêng về những gì vừa mới xảy ra. Không lẽ ma giấu người là có thật? Tôi trở mình nhìn ra ngoài cửa sổ. Gió thổi mạnh khiến cho bụi tre vút vút kêu. Với tay đóng cửa thì Hùng cản: "Em mở cửa cho mát, đừng đón. Đêm sao gió to thế? Trời đầy sao? Em sợ mưa." "Không mưa được đâu. Thôi ngủ đi, mai còn qua ông mà không biết có chuyện gì. Chắc lại đi cúng hay bắt ma đấy." Nhắc tới mà tự dưng tôi lạnh tóc gáy. Hít thở thật sâu, nhắm chặt mắt rồi tôi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, khi tôi và Hùng qua thì cô chú Thắng Thư đã đưa bọn trẻ về rồi. Thằng Thành được phen sợ xanh mặt, không biết lần sau nó có dám nô đùa ở chỗ bụi tre nữa không. Ngồi nghe chuyện của gia đình cô An mà cả tôi và Hùng đều ngạc nhiên. Anh nói: "Vong ma nữ ở rừng hả ông? Cháu chưa nghe tới bao giờ." Ông gật đầu: "Ừ, gia chủ khách của ông bỉu, nhiều thầy mà không làm gì được nó. Chúng ta đến đó bây giờ ạ." "Là bây giờ, nhưng phải tìm cách đến bất ngờ mới giải quyết được." Tôi tròn mắt: "Đến bất ngờ hả ông?" Ông không đáp mà ghé nói thầm gì ấy. Tôi thấy Hùng gật đầu liên tục. Lát sau, Hùng ra hiệu cho tôi. Tôi hiểu rằng mình làm theo ý anh ấy nói. Rồi Hùng đánh tiếng: "Miền ơi, đi chợ với anh không? Mang cái làn đi." "Vâng, em đi với." Tôi cầm cái làn theo Hùng đi ra chợ, tạt ngang mấy quán rau củ là chúng tôi vào nhà vệ sinh công cộng của chợ. Tới nơi, tôi bịt mũi: "Trong này hai quá anh. Em chịu khó một chút." Thay bộ quần áo khác, đeo cái ba lô, đeo khẩu trang, trông chúng tôi chẳng khác gì học sinh cấp 3. Tôi chuẩn bị đầy thứ trong làn nhưng phủ bên ngoài lớp vải mưa. Tôi và Hùng đi trước, đi đến nhà cô An. "Cô ơi, cô ơi." Trong nhà có tiếng nói vọng ra: "Ai đấy?" "Cháu là bạn của Bích. Bích là em gái của người bị vong theo đến mượn vở về học. Hôm trước về quê cháu nghỉ mấy hôm. Bích đi mua sách rồi, lát nữa mới về." "Vâng, vậy cô cho cháu vào sân ngồi đợi ạ. Nhà xa cháu lại đi bộ." "Ừ, vào trong nhà này các cháu." Cô An ra mở cửa nhưng chưa gặp chúng tôi bao giờ nên có chút nghi ngờ sợ trộm cắp lừa gạt gì đấy. Thấy vậy tôi mở lời: "Cháu có ít quà ở quê biếu cô và Bích ạ." Trên mấy quả cam ấy Hùng có để tờ giấy. Tôi bấu bấu tay cô để cô nhìn xuống: "Hai cháu là chỗ ông bỉu. Cô hãy làm theo chỉ dẫn và nhớ giữ bí mật." Cô đưa mắt nhìn chúng tôi: "Các cháu vào nhà chờ, Bích sắp về đấy." Chỉ chờ có vậy, Hùng đẩy cửa đi vào, vừa đi vừa nói: "Vâng, cháu cảm ơn cô. Nhà cô rộng quá, cô trồng nhiều cây nhỉ?" "Ừ, cây thị sai lắm, tí cô hái cho mấy quả cầm về nhé." Tôi và Hùng đi ra chỗ cây thị, cây nhỏ mà nhiều quả thật. Lấy trong lần ra tờ giấy có hình vẽ như dòng sông tôi treo lên cành phía sau bên ngoài, đi vào không ai thấy. Bất chợt có giọng nói cất lên: "Mẹ mẹ, mẹ cho ai vào nhà thế?" Tôi nhìn ra, một thanh niên gầy còm, chân tay lẳng ngăng chỉ về hướng chúng tôi. Thấy con hỏi, cô Bích vội nói: "Bạn cái Bích chứ ai?" "Không phải, mẹ đuổi ra đi, không phải đâu."
Sao con biết là không phải? Cậu ta trừng mắt. Con chưa gặp bao giờ. Con lên phòng đi để mẹ nói chuyện với bạn em. Mà con khỏe rồi hả? Hắn ta đi lên không trả lời mà len lén nhìn. Hùng cúi xuống quyển vở lật ra viết. Chúng ta dụ vong này ra ngoài nha cô. Cô viết hỏi lại. Dụ đi đâu hả cháu? Thử cho ra chùa cô ạ. À? Để cô thử. Cháu dán lên trước cửa, còn cái này cô tìm cách mặc cho anh ấy quần có túi rồi để bên trong. Cô An gật đầu không viết giấy lại. Cô đi lên gác một lúc rồi xuống. Anh ta cũng xuống theo. Hùng đứng bật dậy. Chúng ta đi thôi. Hình như vong bị quân lính của ông khống chế nên lẳng lặng đi theo không nói không rằng. Khi tới một ngôi chùa ở gần đấy, anh ta đứng lắc đầu. Con không vào đâu. Cô An nói nhẹ. Và lạy Phật Phật phù hộ cho chúng ta. Nghe mẹ đi con. Mẹ nói thế, nhưng anh ta nhất quyết không chịu vào. MAG đứng lì cúi gầm mặt xuống. Không thể chờ đợi thêm, Hùng đi tới kéo tay. Có vào không? Vào thì vào. Giời ơi, anh ta cười ghê quá. Tôi có cảm giác sợ. Đến gần tượng Phật Di Lặc, anh ta lấy cái tay vỗ đen đét vào bụng tượng mà cười ngặt nghẽo. Này, này, ông ăn gì mà béo thế? Ha ha ha, béo quá. Ăn ít thôi, Hùng quát. Nơi cửa Phật không được nói bậy. Ngẩng đầu nhìn rồi im bặt. Anh ta bỏ đi trước. Hùng lấy hết sức bẻ tay kia ra, sau lấy dây thừng trói cả người anh ta lại. Anh ta gào lên. Chúng mày lừa tao. Ánh mắt căm phẫn xéo quắc người mẹ. Bà dám lừa tôi. Cô An khóc. Xin hãy tha cho con tôi. Tôi sẽ cúng tiền vàng. Hùng vẫn giữ chặt dây trói. Cô, chúng ta đưa nó về. Cô An chưa kịp trả lời thì lúc này mắt anh ta hằn đỏ như máu. Tự nhận mình là vong ma mà gào thét. Mày, đừng có hòng. Người mà đòi bắt ma ư? Hùng vụt thật mạnh vào người anh ta, rít lên. Ngang ngạnh, theo tao về không tao đánh nữa. Anh ta cúi đầu bước đi. Có lẽ vì sợ thứ có ở trong túi quần. Hùng bám đằng sau sợi dây trói còn tôi dìu cô An. Cô khóc nghẹn. Nghe tới đây thì câu chuyện của chúng ta ngày hôm nay cũng kết thúc. Bây giờ, hãy cùng chờ đợi phần cuối ở tập kế tiếp nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người.